Xin chào tất cả các anh em nha. Video này cập nhật lại dự án của anh Gold này bạn. Thì những bạn nào đã có nhận được token VRC này thì hiện tại token đã list trên sàn Pancake Swap nha bạn. Và mà token 50 Mero này cũng đã về nha bạn. Rồi để chơi được cái con token này thì các bạn nhấp vào mục dash nè, nhấp vào sàn Pancake Swap nha bạn. Vì ở trên thông tin mình hiện là nó nói list sàn Pancake Swap, mình vào mình coi mình chá được cao thì mình xả nha bạn. Còn giá thấp quá thì các bạn cái đây đó các bạn, vì tôi cần mới phân phối các bạn. Rồi khi vào thì các bạn chọn nền tảng BNB Smart Chain, các bạn connect để chỉ với mình vào các bạn. Rồi các bạn xuống đây thì các bạn bắt con chắc của mình vào để phần link mô tả đó, các bạn bắt vào các bạn. Bạn dán vào nè. Rồi các bạn bấm vào ADD các bạn. Sau khi bấm vào add xong thì các bạn chọn cái đồng coin là VGD các bạn, mình chọn mát thì được bao nhiêu các bạn? À được 0.33 BNB. Cái này tầm có khoảng được một đô mấy hai đô các bạn. Nhưng mình khuyên các bạn giữ con này các bạn. Thì các bạn việc bấm vào này thì các bạn sẽ swap qua các bạn. Giờ mình khuyên các bạn nên giữ con này lại các bạn. Ok, như vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi và ủng hộ kênh mình. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.